ngày này năm trước là có một cái mẫu tem nó làm mưa làm gió thì shop em luôn á, và để biết là cái mẫu tem gì mà nó hot tới cỡ vậy thì xin mời mọi người đi với em nha. Trước mặt anh chị em đây là một em AB, thì xe này ảnh chưa có dán tem rời gì hết á, chỉ dán mấy cái sticker nhỏ nhỏ thôi, và hôm nay ảnh ghé để lên một bộ tem rời rất là hot. Giờ em đem xe đi rửa cho sạch trước đi để dán lên nó không có bị lấn cứng mấy cái hạt bụi nè. Còn giờ mọi người vô phòng thiết kế với em nha. Mẫu tem rời anh trai chọn ngày hôm nay á đó chính là Hot Wheels, là thương hiệu của một hãng đồ chơi xe mô hình rất là nổi tiếng. Ảnh ok một cái em sắp máy chạy qua phòng in quay cho mọi người xem cái quy trình mà in ra cái bộ tem rời nè. Và anh chị mình cứ yên tâm nha, ở bên ngoài nó sẽ có thêm một cái lớp phủ nữa, và cái lớp đó nó sẽ bảo vệ cho cái bộ tem của mình chống thấm và chống phai màu. Vô tư cho anh chị mình rửa xe hoặc là đi ngoài nắng hoặc đi trời mưa cũng không có sợ nó bong tróc đâu. Và sau một thời gian sử dụng, anh chị mình muốn lên tem mới á, thì lột ra nó không có để lại vết keo hoặc là nó làm bong tróc cái lớp sơn zin của mình. Khi mà dán tem rời tại shop em á, thì anh chị em sẽ được rửa bên ngoài thân xe cho thật là sạch trước khi dán. Shop em sẽ bảo hành cho anh chị em mình là 12 tháng với màu và 6 tháng lỗi do bong tróc mí. Anh chị mình cứ chọn mẫu đi, và việc phối màu và chỉnh sửa lại cho nó hợp với cái xe của mình á, thì đã có các anh designer bên em lo. Còn bây giờ thì xin mời cả nhà của mình cùng ngắm nhìn em AB sau khi lên mẫu tem rời Hot Wheels được thiết kế riêng tại đặt căn xe Gò Vấp sẽ trông như thế nào ha. We'll be right back.